Xin chào cả nhà mình nhé. Hôm nay thì là ngày mùng 8 tháng 11 thì vườn mình có cắt một đợt cành chiết đầu tiên sau cái thời gian mùa hè. Thì cái đợt này là đợt tương đối là nhiều, được cắt được hơn 1.000 cành. Thế còn những lần trước thì chỉ cắt được có 3 đến 400 cành thì mình cũng không có thông báo đến tất cả các bạn. Hiện tại thì đã vào mùa thu rồi, và cái thời điểm cực kỳ thuận lợi để mọi người có thể là trồng cái cành chiết hoa hồng này. Thì hiện tại là đã bắt đầu vào mùa, thì mỗi một lần cắt thì mình sẽ cắt từ 1.000, 2.000. Và vào chính vụ đến tầm ăn Tết xong ấy thì có thể cắt một ngày khoảng 5 đến 7.000 cành. Thì tất cả các bạn có thể sưu tầm cái cành, những cái giống cành chiết hoa hồng, những cái giống mà các bạn yêu thích, có thể là sưu tầm những cái giống này về để mình ươm, mình chân giống. Và cái cành chiết này thì có một cái lợi thế, đó là phí ship nó rất là rẻ, vận chuyển khá là nhanh và gọn gàng. Bạn thậm chí nhiều bạn ở bên nước ngoài thì mình cũng đã gửi ra để cho tất cả các bạn có thể sưu tầm được. Thì ví dụ như cái cành chiết như thế này thì cái giá thì hiện tại mình đang bán nó cũng chỉ có 2-3 nghìn một cành, và tùy theo các bạn chọn, còn thậm chí là nếu như các bạn không chọn giống thì giá nó còn rẻ hơn nữa. Và cái cành chiết thì vào mùa thì các bạn trồng nó tương đối là dễ dàng, như cái cành chiết bây giờ thì rễ nó rất là đẹp rồi. Và những bạn mà chưa có điều kiện để mua những cái cây, những cái cây to, những cây mà đã phát triển ổn định rồi, thì các bạn có thể là mua những cái cây cành chiết này để chúng ta về có thể sưu tầm được các cái giống. Và cành chiết thì hiện tại thì như ngày hôm nay cắt thì nó được khoảng 20 giống. Thì các bạn mà muốn sưu tầm những cái cây cành chiết này thì về mọi người có thể là sưu tầm, nhắn tin qua trang Facebook fanpage Chuẩn Đốt Garden cho mình. Và đặc biệt hơn thì hôm nay mình có cắt rất là nhiều cái cành chi, cành hoa hồng thân gỗ như các bạn đang thấy ở đây. Thì ví dụ như cái cành như thế này, thân nó chưa được to, nhưng mà mình đã thấy là cái cành nó thoát rất là cao. Ví dụ như cái cành này thì nó thoát như thế này là khoảng 1m3. Vậy thì một cái cành này các bạn trồng khoảng 1 năm sau thì các bạn sẽ có một cái tán nó tương đối là to rồi. Thì sau đó thì mọi người chỉ cần chăm sóc để nuôi thân thôi. Và những cái cây mà nguyên bản thì giá thành sau này thì chúng ta trồng thì nó sẽ có giá trị cao hơn. Và cành một cây một thân thì bây giờ vẫn rất là nhiều các bạn ưa chuộng, nó đẹp hơn so với những cái cây hoa hồng bụi. Nên là hiện tại mà bạn nào muốn sưu tầm những cái cành một thân, giống hoa hồng một thân, thân gỗ như thế này thì có thể là nhắn tin qua cho mình để sưu tầm nhé. Hôm nay thì có hồng cổ Huế một thân này, và rất là nhiều những cái cây hoa hồng ngoại. Thân nó nhỏ một chút nhưng mà mọi người chỉ cần là nuôi một thời gian thì thân nó cũng sẽ to ra, nó tương xứng với cái tán. Còn những cây hoa hồng mà thuộc dạng cây ghép ấy thì các bạn chăm cái thời gian rất là lâu nó cũng không to ra, bởi vì đó là cái gốc thân của tầm xuân. Còn những cái cây mà nguyên bản như thế này thì nó sẽ nhanh to, và các bạn thời gian sau thì chơi nó sẽ rất là thích. Và thân to thì sẽ có giá trị cao hơn, nên là mọi người muốn sưu tầm cây hoa hồng thân gỗ này thì nhắn tin qua cho mình nhé. Thì sau đây mình sẽ quay qua một loạt để cho tất cả các bạn xem cái rễ của cành chiết hoa hồng ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 8 tháng 11, để cho tất cả các bạn có thể là nhìn thấy bộ rễ của cây. Và cành chiết như thế này thì với cái thời tiết mùa thu và mùa đông sắp tới thì khẳng định là cái cành chiết này trồng rất là dễ, và cái tỷ lệ sẽ thành công đến 100% nếu như các bạn có kinh nghiệm. Ngoài ra mình đều có những video hướng dẫn các bạn cách chăm sóc cây cành chiết này, các bạn có thể tham khảo thêm các video. Đây là bó cành chiết tao lau chếch này. Đây, đây là một giống hoa hồng màu vàng, bông form rất là đẹp và màu sắc nó cực kỳ rực rỡ. Đấy, đây là tao lau chếch này, rễ của nó này. Còn đây là hoa hồng Kellogg. Kellogg thì hôm nay mới chỉ cắt được có một ít thôi mọi người nhá, hoa hồng Kellogg. Còn đây là bó Pat này, Pat, hoa hồng Pat, bông cực kỳ là form rất là cụp này, dễ trắng xóa luôn mọi người nhá. Đấy, còn đây là Z Apple này, dễ trắng tinh luôn. Monica này, đây là bó Monica này, dễ trắng tinh luôn mọi người nhá. Đấy, Monica này. Đây là The Pot White này, dễ trắng tinh này, giống này rất là khỏe này, của ông David Austin này. Đấy, Clamonet này, rễ rất là trắng này. EBB hoa hồng màu tím này, EBB rễ trắng tinh luôn mọi người nhá. Đấy, còn đây là hai da này, ôi ôi rễ này, rễ thế này các bạn trồng tỷ lệ 100% chết làm sao được. Đấy, đây là Unchilo hoa hồng sọc này, Unchilo hoa hồng sọc này. Còn đây là hoa hồng kem dâu loại cắt cành này mọi người nhá, rễ cực kỳ trắng luôn. Đấy, trắng tinh luôn, sau mùa hè cây nó phát triển rất là khỏe này. Còn đây là ca dây nhá. Đây, ca dây dễ trắng tinh mọi người nhá. Ca dây này ngoài ra thì còn một số giống khác nữa ở phía đằng kia. Ví dụ như Leonardo da Vinci này, Blue Sky này, Ligaze 230, Sulager, mấy loại này mình chưa có lọc ra mọi người nhá. Còn phía bên này là hồng cổ Huế này, cổ Huế thì hôm nay rất là nhiều chi.
rất là nhiều thân thân chi một thân ấy, nên là mọi người đặt hàng thì nhanh tay nhắn tin qua trang fanpage cho mình nhá. Hôm nay chỉ cắt có hơn 1.000 cành thôi, mấy hôm tới thì số lượng nó ra rễ nhiều hơn, mình sẽ cắt nhiều hơn mọi người nhá.